Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. chương 51, Thiệp 10 Tiểu thư, người có còn nhớ không? Thái Hà Tỷ Tỷ là tỷ nữ thiếp thân của lão phu nhân, tuy gọi là tỷ nữ nhưng thực tế chính là quản gia trong nội viện, ngay cả phu nhân cũng phải có chút nể mặt nàng chút nữa người đi vào phật đường nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tỷ ấy mặc dù thái hà nói là chuyện tốt nhưng phục linh vẫn cực kỳ bất an vừa đi vừa khẽ dặn dò tần hoan tần hoan nhìn về phía thái hà đang dẫn đường ở phía trước ánh mắt hơi thâm trầm dáng người thái hà cao gầy da trắng môi hồng rất xinh đẹp nàng mặc váy áo màu vàng rất đơn giản mộc mạc khí chất toàn thân lại không giống với hạ nhân thậm chí có chút phong cách của chủ tử, ngay cả Tần Lệ ban nãy cũng hơi e sợ nàng. Có điều nàng trông chỉ mới 17 đến 18 tuổi, con trẻ như vậy, dựa vào đâu lại được Tưởng Thị ủy thác trọng trách như vậy? Tần phủ sản nghiệp to lớn, những điều Tần Hoan chứng kiến mấy ngày hôm nay chỉ là một góc nổi của tảng băng chìm, chỉ một tí nữ quản sự thôi cũng không phải người đơn giản rồi điều này cho thấy vị tam phòng đương gia lão phu nhân tưởng thị này thâm sâu khó lường đến mức nào. Nhớ lại ngày nhìn thấy tưởng thị, tần hoan liền thấp thỏm lo lắng. Năm đó lúc cửu tiểu thư mới đến Cẩm Châu, đi đến Phật đường cũng không nhớ được đường. Ngay phía trước là đến rồi. Đi được một lúc đột nhiên Thái Hà quay đầu lại nói chuyện, thần Thái nàng rất thân thiện, giọng nói lại dịu dàng, uyển chuyển, nét mặt tươi cười giống hệt như tiểu muội nhà bên. Nàng như vậy cũng khiến Tần Hoan không tự chủ được mà buông lòng cảnh giác. Thế nhưng Tần Hoan cũng chưa từng quên, vừa rồi lúc ở rừng trúc nàng ta có quát nhẹ Tần Lệ, trong giọng nói còn có chút sắc bén. Tần Hoan không dám khinh suất, khẽ gật đầu. "Cảm ơn." Nô tỳ không dám nhận. Thái Hà hơi ngừng lại, sau đó lại nói: "Tính tình nhị thiếu gia hơi ngang ngạnh, lão phu nhân cũng cực kỳ phiền muộn về ngày ấy." sau này cửu tiểu thư đừng quá thân cận với ngài ấy. Tần Hoan nghe thế cũng cảm thấy hơi ấm lòng. Tần Lệ hành sự tùy tiện, đương nhiên nàng sẽ phòng bị hắn. Chuyên BX Đường đến Phật đường xa hơn so với Tần Hoan nghĩ, xuất phát từ rừng trúc, đi qua hồ sen thẳng xuống phía nam, đến bên cạnh hồ bán nguyệt, rồi sau đó lại rẽ về hướng đông nam, trên đường đi ngang qua vài chục cái đỉnh đài lầu các, tất cả giường cột đều được chạm trổ cực kỳ tinh xảo. Đi theo con đường hẻo lánh dẫn đến tiền viện, không tránh khỏi đụng độ rất nhiều đầy tớ. Mọi người nhìn thấy Thái Hà dẫn theo Tần Hoan thì ai cũng kinh ngạc. Tần Hoan cũng đoán được đa phần mọi người ở đây là không thể tin được tường thị sẽ chịu kiến nàng. Đến rồi, Phục Linh chờ ở bên ngoài, mời cửu tiểu thư vào trong cùng với nô tỳ. Đi dọc theo con đường yên tĩnh, Đến cuối đường có vài cây cổ tùng cao chọc trời xuất hiện trước mắt Tần Hoan, bên dưới tảng cây là một tiểu viện, trông giống như tòa tháp cổ, kèm theo khói hương đứng lặng lặng trang nghiêm. Phục Linh đáp lời, Tần Hoan đi theo Thái Hà vào trong viện. Bên ngoài thì nhìn giống tháp cổ, nhưng khi vừa bước qua cửa viện đã gặp nào là phong lan, quế chi, cùng với hoa sen, bên cạnh lại có dây mây xanh mướt mọc kín cả bức tường đầu hồi khiến cho nơi này tràn ngập sức sống, cũng xua tan được phần nào bầu không khí nghiêm túc cứng nhắc ở chỗ này. Đây là một tiểu viện có hai gian, gian phía trước dùng để đại khách, gian phía sau là Phật đường và chỗ nghỉ ngơi của tưởng thị. Ngoài cửa phòng có một tiểu thị nữ đang vội vàng treo manh cửa lên, tần hoan đi cùng với Thái Hà đến đây, nhưng nàng còn chưa kịp đến gần, đã nghe được tiếng tần sương nói chuyện oang oang trong phòng dựa vào cái gì mà dẫn nàng ta đi theo cái thứ như nàng ta đi chỉ khiến cho tần phủ chúng ta mất mặt sương nhi không được ăn nói lung tung thiệp mời đã đưa đến rồi sao có thể không đi được tổ mẫu mẫu thân cứ tùy tiện mà bịa ra một lý do không được sao đang yên đang lành vì sao an dương hầu phủ lại đặc biệt mời nàng ta đến chẳng lẽ chuyện kia đã truyền ra ngoài rồi nên an dương hầu phủ muốn xem trò cười của chúng ta hay sao nói bậy, An Dương Hầu Phủ là nhà nào? Bọn họ lại có thứ suy nghĩ này sao? Tần Hoan nghe được loáng thoáng, thiệp mời. An Dương Hầu Phủ. Lão phu nhân, cửu tiểu thư đến rồi. Thái Hà mỉm cười bẩm báo, phía sau cánh cửa đột nhiên yên tĩnh. Một lát sau, Tần Hoan mới nghe được giọng nói trầm thấp già nua của tường thị. Cho nó vào đây. Thái Hà đứng ở cửa mời cửu tiểu thư vào trong. Tần Hoan khẽ hít vào rồi bước lên vài bước tiến vào bên trong phòng. Vừa bước vào phòng, một mùi hương trầm thượng phẩm cứ thế xông thẳng vào mặt nàng. Nàng đảo mắt một vòng liền thấy rõ những người đang ngồi ở đây. Trong phòng có bốn người, tường thị mặc quần áo màu tím sẫm ngồi xếp bằng trên sập. Trên tay bà ta cầm một chuỗi Phật Châu, đôi mắt khép hờ giống như đang nhập định. Lâm thị mặc trường sa màu đen đứng hầu bên cạnh tưởng thị. Còn phía bên này, hai tỷ muội tần xương và tần tương mùi trên ghế rồng. Khi nhìn thấy tần hoan bước vào, nét mặt tần tương không có gì đặc biệt, còn trong mắt tần xương lại có hơi kiêng rề, nhưng cuối cùng vẫn hử lạnh một tiếng. Tham kiến lão phu nhân, phu nhân. Tần hoan kho người hành lễ với hai trưởng bối, nàng cúi đầu yên lặng chờ tưởng thị lên tiếng. Tưởng thị khép mở mắt ra quan sát tần hoan, ánh mắt tuy hơi vần đục nhưng vẫn không mất đi phần nhạy bén, lại nghĩ đến ngày đó lâm thị đến chỗ hoàng thần y hỏi thăm. Nghẽn mạch ngừng thở thực sự sẽ khiến cho người ta chết giả, mà trên phố cũng có rất nhiều chuyện kỳ lạ liên quan đến người chết sống lại. Chiếu theo lời hoàng thần y nói, những người này đều là nghẽn mạch ngừng thở chứ không phải là chết thật. Tưởng thị quay đầu, ánh mắt rơi lên trên án kỷ ở bên cạnh đưa cho nó xem xem. Tần Hoan ngừng đầu, lúc này mới thấy trên án kỷ có một cuốn sổ. Lâm Thị nghe thấy thế liền đi qua cầm sổ đến đưa cho Tần Hoan. Hoan Nhi, ngươi nhìn xem, thiếp mời này là sáng sớm nay An Dương Hầu Phủ đưa tới. Tần Hoan khẽ trao mày, nhận lấy thiếp mời rồi mở ra xem. Lâm Thị lại nói tiếp. Thế tử An Dương Hầu đã định hai ngày sau đại hôn, từ nửa tháng trước bọn họ đã đưa thiệp mời cho chúng ta rồi. Thế nhưng hôm nay bọn họ lại bổ sung thêm một thiệp nữa, chính là đặc biệt mời ngươi tới. Lâm thị nói xong liền quay sang nhìn Tưởng thị, nhưng thấy Tưởng thị vẫn nhắm mắt thì tự bà lại hỏi Tần Hoan. Hôm nay gọi ngươi tới, thứ nhất là báo cho ngươi một tiếng, hai ngày sau đi theo chúng ta đến An Dương hầu phủ tham gia hôn lễ của thế tử. Thứ hai là muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có qua lại gì với An Dương hầu phủ không? Tần Hoan đóng thiệp mời lại xong cũng nhíu mày suy nghĩ. Trước đây nàng cũng đã từng nghe nhắc đến An Dương hầu phủ. Tổ tiên của An Dương hầu phủ dùng quân công để lập nghiệp, gia chủ ở tại kinh thành, sau đó lại lạnh nhạt với những rối ren loạn lạc trốn kinh thành nên bỏ về tộc địa ở Cẩm Châu gần 10 năm nay. Mặc dù vậy, nguyên lão An Dương hầu phủ do cưới được gia ý thái trưởng công chúa cho nên địa vị của An Dương hầu phủ vẫn không thể khinh thường dù sao trước đây cũng ở kinh thành nhiều năm tần hoan cũng có chút hiểu biết về các gia tộc hầu môn xếp hạng cao thế nhưng cửu tiểu thư thì làm sao có liên quan gì đến an dương hầu phủ được nàng lắc lắc đầu sau đó nói thẳng bẩm phu nhân tần hoan cũng không quen ai ở an dương hầu phủ cả lâm thị nghi hoặc khó hiểu tần sương ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng con đã nói rồi cái ngữ như nàng ta làm sao có thể quen biết người bên An Dương hầu phủ? Xưa nay An Dương hầu phủ luôn khiêm tốn, ngay cả chúng ta cũng rất ít lui tới, huống hồ là nàng ta. Lâm thị cẩn thận quan sát Tần Hoan một chút, thấy nàng không giống như đang nói dối nên lại quay đầu sang nhìn Tường thị, nhưng Tường thị từ đầu đến cuối chỉ nhắm mắt, giống như không hề muốn lên tiếng. Lâm thị thở dài. Thôi được rồi bất luận thế nào thì thiệp mời của an dương hầu phủ không thể không đi ngươi về chuẩn bị thật kỹ hai ngày sau cùng nhau đi đến hôn lễ tần hoan gật đầu vâng tần hoan đã rõ ừ quay về đi giọng nói lâm thị khá ôn hòa tần hoan chỉ gật đầu sau đó lễ phép cúi chào rồi xoay người đi ra ngoài tần hoan vừa đi thì lâm thị liền nghi hoặc nói mẫu thân đứa nhỏ này không giống như đang nói dối. Tưởng thị truyền động Phật Châu, chậm rãi nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì hai ngày sau sẽ biết, An Dương Hầu Phủ không thể vô duyên vô cớ đưa thiệp mời đến. Ngươi đến nhà kho trong phủ một chuyến, đừng để nàng ta làm tần phủ thất lễ. Đây chính là ban thường đồ đạc, Lâm Thị vội vàng nghe theo. Tần Sương bên cạnh còn đang định nói tiếp thì Lâm Thị đã lườm nàng ta cảnh cáo. Tần Sương chớp chớp mắt ủy khuất, sau đó mang theo vẻ mặt bực tức mà cúi đầu, kẻ đã kéo nàng xuống hồ, nàng sẽ báo thù bằng bất cứ giá nào. Cái gì? An Dương hầu phủ. Phục Linh kinh hỉ hét toáng lên. Tiểu thư được mời đi dự hôn lễ của An Dương hầu phủ. Tần Hoan gật gật đầu, Phục Linh đã kích động đến mức xoay vòng vòng ngay tại chỗ. An Dương Hầu Phủ chính là gia tộc quyền quý bậc nhất ở Cẩm Châu, tiểu thư có biết không? Vị lão phu nhân hơn 60 tuổi kia của An Dương Hầu Phủ chính là Thái trưởng Công Chúa, hiện tại lại đang ở Cẩm Châu. Tần Hoan nhớn mày, trong đầu có một ý nghĩ gì đó thoáng hiện lên, nhưng nàng còn chưa kịp nắm vững thì nó đã biến mất. Đáy lòng nàng vẫn hơi hoài nghi nguyên do của thiệp mời này, thế nhưng không thể không phủ nhận là nàng rất muốn đi tham dự hôn lễ này nàng muốn quay trở lại kinh thành, bất cứ cơ hội nào liên quan đến chuyện này nàng đều không thể bỏ qua. Chương 52, tổ mẫu muốn gặp ngươi. Buổi sáng hai ngày sau, cũng là lần thứ hai Tần Hoan ra khỏi cửa Tần phủ. Bên ngoài cửa có năm chiếc xe ngựa tinh xảo hoa mỹ xếp thẳng hàng, phô trương vinh hoa phú quý của Tần phủ. Tỷ muội Tần Tương, Tần Sương, nhị thiếu gia Tần Lệ đều đã ăn mặc chỉnh tề đứng chờ bên cạnh xe ngựa, đến lúc Tần Hoan ra cửa, cả ba người bọn họ đều nhìn sang đây. Tần Hoan mặc váy áo màu xanh ra trời theo hình phong lan thủy mặc, nàng búi tóc mái lệch một bên, mắt ngọc mày ngài. Lúc nàng bước từ trong phủ ra, vạt váy tung bay là lướt theo mỗi bước chân nàng, dệt vào với ánh sáng trong phát buổi sáng sớm trông cứ như hai dạng mây trôi từ xa lại gần, đẹp đến mức khiến cho ba người đang đứng đó phải ngơ ngẩn trong chốc lát, ngay cả người vốn ghét Tần Hoan nhất là Tần Sương cũng không tránh khỏi cảm thấy kinh diễm. Mặc dù hiện tại trời đã vào thu, tần hoan bước đến làm cho không trời ngoài cửa phủ rực sáng lên, ngay cả một ánh mắt, một cái trao mày của nàng cũng vừa dịu dàng vừa cao quý, khiến cho người ta cảm thấy gió thu dường như đã bớt lạnh đi một chút. Trước đây tuy tần hoan có ngũ quan tinh xảo nhưng lại không hoạt bát, thiếu sức sống. Còn hiện tại, tần hoan chết đi sống lại, vẻ đẹp của nàng cũng được tái sinh, giống như tuyệt thế mỹ nhân bước ra từ trong tranh, như một cánh chim hồng hạc nhẹ nhàng tung bay giữa mây trắng, như toàn bộ cảnh sắc xung quanh đều phải trở nên mờ nhạt mỗi khi nàng xuất hiện. Tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ra nhìn tần hoan, ngay cả hô hấp cũng lỗi nhịp. Tần tương là người đầu tiên tỉnh lại, sau đó là tần xương bực bội vò chặt tay áo, nàng nhìn qua xung quanh thấy mọi người ai cũng nhìn chằm chằm vào tần hoan nên càng lúc càng bực mình. Đến muộn thế, có biết hai chữ quy củ viết như thế nào không? Tần xương quát to một câu khiến cho mọi người hoàn hồn lại. Tần Hoan chỉ im lặng liếc mắt nhìn qua, cứ như chưa hề nghe thấy gì. Thái độ này khiến Tần Sương càng giận hơn nữa, thế nhưng nàng còn chưa kịp lên cơn thì nhìn thấy Tường thị và Lâm thị cùng nhau đi ra. Tần Sương hơi do dự, xong cũng quyết định nuốt cơn tức đã trồi lên đến miệng xuống dưới. Lâm thị và Thái Hà đỡ Tường thị chậm chậm bước ra, ba người theo bản năng nhìn về hướng xe ngựa, lại không hẹn mà cùng nhìn sang Tần Hoan, Tường thị căn dặn Đi đến An Dương Hầu Phủ phải giữ lễ nghi phép tắc, đi thôi. Tưởng Thị ngồi trên xe đầu tiên, xe thứ hai là Lâm Thị, sau đó là xe của Tần Lệ và Tỷ muội Tần Tương, Tần Hoan ngồi ở xe sau cùng. Lên xe rồi Phục Linh mới thở dài. Ngay cả Lão Phu Nhân còn sợ Lục Tiểu Thư không biết giữ phép tắc, vậy mà còn gian đe Tiểu Thư. Tần Hoan phất phất ống tay áo nhưng không tiếp lời, Phục Linh lại nói. An Dương hầu phủ mời tiểu thư, mà lão phu nhân cũng không biết lý do vì sao, thực sự rất kỳ quái. Yên tâm, đến An Dương hầu phủ sẽ biết ngay. Tần Hoan trấn an Phục Linh nhưng chính nàng cũng muốn biết vì sao An Dương hầu phủ lại cho mời nàng. Mặc dù trời vẫn còn sớm thế nhưng xe ngựa lại đi cực kỳ chậm. Tần phủ tọa lại tại thành Đông, còn An Dương hầu phủ lại nằm ở thành Tây. Một đông một tây nên khoảng cách cũng không phải là gần. Dọc đường đi Tần Hoan đều sốc màn xe lên quan sát phố xá trong thành Cẩm Châu phồn hoa sầm uất. "Tiểu thư, mấy cái xe ngựa này hình như cũng đi đến An Dương hầu phủ." Tần Hoan nhìn về hướng Phục Linh vừa chỉ, quả nhiên còn chưa đến giờ ngọ mà trên đường từng hàng xe ngựa xa hoa lộng lẫy chiếc này nối đuôi chiếc kia đi về hướng thành tây. "Đúng là An Dương hầu phủ có khác." Có vị thái trưởng công chúa kia ở đây nên những người này đều không dám sơ suất. Càng đi gần đến thành Tây thì xe ngựa đi càng chậm lại. Ngày đại hôn của An Dương hầu thế tử, khách khứa đến đông đúc, đừng nói chỉ riêng thành Cẩm Châu, ngay cả kinh thành cũng có người đến đây, vì thế cả hai con đường bên ngoài hầu phủ đều chật kín người xe. Lúc xuất phát ở Tần phủ vẫn còn là sáng sớm, hiện giờ đến được An Dương hầu phủ cũng đã sắp đến giờ mọ rồi. Xe ngựa dừng lại, Phục Linh đỡ Tần Hoan xuống xe. Đập vào mắt là tòa An Dương hầu phủ nguy nga sừng sững nhưng lại tao nhã thanh lịch, bên cạnh đó chính là các vị khách đến dự tiệc của hầu phủ ăn mặc cực kỳ xa hoa đẹp đẽ. Tần Hoan cũng không nhìn nhiều, chỉ đi theo sau Tưởng thị. So với Tần Hoan yên lặng hiểu phép tắc thì Tần Tương và Tần Sương lại hơi mất bình tĩnh rồi. Có thể là hai nàng chưa bao giờ được chứng kiến chuyện gì phô trương đến vậy tần tương cũng không nén được tính tò mò mà bắt đầu nhìn ngó xung quanh tần sương lại càng không cần phải nói nàng nhìn hết bên này đến bên kia cách bài trí trong phủ và cả quan khách tần lệ đi ngay sát tường thị thấy thế cũng hăng hái hẳn lên thỉnh thoảng hắn quay đầu lại nhìn tần hoan nhưng lại thấy tần hoan mắt luôn nhìn thẳng không hề liếc ngang liếc dọc mỗi lần giơ tay nhấc chân đều đoan trang tao nhã khiến cho hắn cực kỳ nghi ngờ nghe nói Tân Nương là tiểu nữ nhi của Tống Quốc Công ở Kinh Thành. Lần này đưa dâu phải đi đến tận một tháng, chiều nay mới là giờ lành cho nên chúng ta phải đợi thôi. Hôn nhân giữa Nhạc Thị và Tống Thị, sau đó Thái trưởng Công Chúa muốn quay lại Kinh Thành à? Chuyện này thì cũng không biết, thân thể Thái trưởng Công Chúa mấy ngày nay không ổn lắm, bây giờ đang gặp mấy người quen hay qua lại với Hầu Phủ. Còn chúng ta hôm nay chắc là không gặp được rồi. Tưởng thị dẫn theo Tần Hoan và mọi người ngồi cùng một khu với các vị phu nhân và tiểu thư trong phòng khách phía đông của hầu phủ. Những phu nhân tiểu thư này phần lớn đều là quan gia quý tộc của thành Cẩm Châu, theo lý thì cũng sẽ quen biết với Tần phủ, thế nhưng cũng chỉ có vài vị phu nhân đứng lên hỏi thăm Tưởng thị mấy câu rồi sau đó không còn ai đến bắt chuyện với người Tần phủ nữa. Tưởng thị luôn luôn cầm theo Phật Châu, giữa bốn bề ồn ào này cũng không hề bị sao động cứ như thế nhắm mắt lại niệm kinh. Tưởng thị có thể ngồi im được thế nhưng đám tiểu bối tần lệ lại không thể, chỉ một lúc sau đã không kìm chế được mà định đứng dậy đi qua đi lại. Lâm thị thấy thế liền trao mày. Đại ca các ngươi đi Kiến Châu chưa về, không có ai kìm chế được các ngươi nên không cho phép đi loạn, cứ ngồi im một chỗ đi. Đại thiếu gia của Tần phủ là Tần Sâm đã ra khỏi nhà nhiều ngày đến nay chưa về, Tần Hoan còn chưa được gặp mặt Tần Sương mặt như ăn phải mướp đắng. Cứ ngồi mãi thế này thì chán lắm, chúng ta đã ngồi được nửa ngày rồi mà còn chưa thấy bóng dáng Tân Nương đâu. Giờ đã là buổi chiều rồi mà trong phủ cũng không có ai đến tiếp đái chúng ta. Cũng không phải là không có ai tiếp đãi, chỉ là chưa thấy chủ nhân đến tiếp đãi thôi. Xung quanh phòng khách này có bảy tám hầu nữ, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa trà bánh lên cho quan khách. Lâm Thị nói nhỏ hôm nay khách khứa quá đông cho nên không thể tiếp đãi từng người từng người chu đáo, người chớ có nhiều lời. Tần Sương hừ một tiếng rồi lầu bầu. Nếu biết không thú vị như vậy thì chẳng thà đừng đến nữa. Nói xong nàng lại nhìn xung quanh. Sao không thấy hoác bá bá và hoác ca ca nhỉ? Hoác ca ca trong miệng Tần Sương đương nhiên chính là công tử nhà chi phủ đại nhân đã khiến cho cửu tiểu thư hết mực yêu thích. Lúc Tần Sương nói lời này là cố ý nhìn về phía Tần Hoan, thế nhưng vẻ mặt Tần Hoan luôn luôn an tĩnh, ngay cả lông mày cũng không hề động đậy. Hoắc Chi Phủ là quan phụ mẫu của thành Cẩm Châu lại còn đang nắm thực quyền, đương nhiên không ngồi cùng chúng ta ở chỗ này. Lâm Thị không còn cách nào khác đành phải giải thích một câu, Tần Sương nghe vậy liền khẽ cắn môi rồi lại nghĩ ra một chuyện khác. Nghe nói lão phu nhân của hầu phủ này chính là thái trưởng công chúa gia ý, cũng không biết có thể triệu kiến chúng ta hay không nhỉ. Tần Sương nói chuyện huyên náo khiến cho Tần Tương không chịu đựng nổi, khẽ diễu cợt. Đừng có mơ, người xem các phu nhân tiểu thư ngồi đầy trong phòng này đã có ai được gặp Thái trưởng công chúa chưa? Người tốt nhất ngồi im đi. Tần Sương bĩu môi, quay đầu lại thấy ở phía cửa có hai bóng người ở phía cửa đang đi về hướng này. Ô à, các người nhìn xem, ai tới này? Tần Sương khẽ hô lên một tiếng, các vị phu nhân tiểu thư trong phòng cũng nhìn thấy người đang đi đến, ngay lập tức tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa. Tần Hoan cũng quay đầu lại, đập vào mắt là một thiếu nữ y phục màu tràm đang dẫn theo một tỷ nữ áo xanh đang đi đến đây. A, à, là tiểu quận chúa đến. Đã có người nhận ra thân phận, cho nên tất cả mọi người trong phòng khách đều đứng dậy. Chính vì lão An Dương hầu cưới thái trưởng công chúa cho nên tiểu thư con vợ cả của hai đời hầu phủ tiếp theo đều được ngự phong thành quận chúa. Mà hiện tại, thiếu nữ với tư thế khi khái hiên ngang được xưng là tiểu quận chúa kia đang đi thẳng đến bàn của tần phù. Tần Sương lập tức trợn mắt lên kinh ngạc. Có phải thái trưởng công chúa muốn triệu kiến chúng ta rồi không? Tiểu quận chúa đến gần, tường thị cũng đứng dậy, cùng lúc đó tất cả mọi người trong phòng khách đều mang theo ánh mắt nghi vấn, cộng thêm hâm mộ và đố kỵ nhìn về hướng người tần phù. Không uổng mơ ước của tần xương, tiểu quận chúa thực sự đi đến bàn của tần phù. Nhạc ngưng dừng lại ở trước bàn, gật đầu chào hỏi tường thị rồi sau đó nhìn về phía tần hoan. Cầu tiểu thư của tần phủ đúng không? Tổ mẫu ta muốn gặp ngươi, đi theo ta. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 53, có người muốn hại ta. Tần Hoan ngồi trong xe ngựa cho mày. Hai ngày trước, nàng bắt mạch cho Diêu Tâm Lan xong rồi mới rời đi. Tuy ngoài miệng nàng nói phải uống thuốc hai ngày mới biết được có cứu được cái thai của Diêu Tâm Lan hay không, nhưng nàng đã dự liệu sẵn trong lòng rồi. Ngay sau khi nàng thi châm được một khắc thì thai của Diêu Tâm Lan đã được bảo vệ rồi, mà hôm đó bắt mạch cũng chứng minh được Diêu Tâm Lan đã chuyển biến tốt lên rất nhiều. Một khi đã như vậy, lần này vì sao Diêu Tâm Lan lại bệnh nặng như vậy? cửu muội muội, bệnh của thái trưởng công chúa hầu phủ đã tốt rồi. Tần Sâm cưỡi ngựa đi bên cạnh xe của Tần Hoan khẽ hỏi. Tần Hoan vén mảnh xe lên nhìn sang, nàng thấy Tần Sâm mặc cả bộ y phục màu lam, sắc mặt hơi tiều tụy, thế nhưng dáng vẻ khi ngồi trên ngựa của hắn vẫn rất tuấn túng. Đã tốt lên rất nhiều, không còn gì đáng ngại nữa. Thế thì tốt. Tần Sâm thở hắt ra nếu không vì bệnh tâm lan nặng lên ta cũng sẽ không qua đón muội cũng may hầu gia và phu nhân thông tình đạt lý cửu muội 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 thật sự lợi hại ban nãy giang thị cầm tay tần hoan đi ra cửa trông cực kỳ thân thiết cứ như hai mẹ con xem ra tần hoan thật sự đã chữa được bệnh cho thái trưởng công chúa nhưng tần hoan đến cẩm châu này đã được ba năm rồi có ai biết nàng biết y thuật không trước đây vào mùa đông đã có một hai lần tần hoan bị bệnh thương hàn đến lúc bệnh hấp hối cũng là hắn giúp nàng đi mời đại phu đến nếu tần hoan biết y thuật thì sao không tự chữa cho bản thân hầu gia và phu nhân đều là người hiểu lý lẽ đương nhiên sẽ không để ý huống chi tần hoan vốn là người tần gia người bệnh trong nhà mình cũng quan trọng hơn chút tần hoan vẫn giữ mảnh xe trong tay khẽ giải thích phục linh thấy thế liền giữ lấy mảnh xe rồi nói ra bên ngoài đại thiếu gia đến đúng lúc lắm hầu phủ không yên ổn phục linh nhanh mồm nhanh miệng nên tần hoan muốn ngăn cũng không ngăn được tần sâm nhấn mày làm sao vậy tần hoan nghiêm túc liếc mắt qua nhìn phục linh lúc này mới ngăn được mấy câu phục linh suýt nói ra khỏi miệng nàng thở dài nói án từ tiểu thư tống gia chưa kết thúc nên hai ngày nay trong hầu phủ hơi rối loạn Mặc dù Tần Sâm không được chứng kiến chuyện đêm hôm đó, thế nhưng sau khi hắn trở về thì đi đâu cũng nghe được tiếng người ta bàn tán, không cần Tần Hoan nói cũng tự hiểu. Một người bị giết dã man, lại chết trong đêm tân hôn, đương nhiên là không yên ổn. Tần Sâm hơi ngừng lại rồi thân thiết nói: "Bệnh thái trưởng công chúa nếu đã tốt lên rồi thì trước khi án tử kia kết thúc muội cũng bớt qua lại chỗ hầu phủ, đỡ gặp phải rắc rối." Phục Linh ngồi trong xe ngựa gật đầu lia lịa, Tần Hoan mấp máy môi. Vâng, đa tạ đại ca. Cũng không phải là Tần Hoan muốn ở lại hầu phủ, nhưng sự việc đã đến bước này, bệnh của Thái trưởng công chúa khiến nàng lo lắng, án tử tống tiểu thư cũng khiến trong lòng nàng sinh ra rất nhiều nghi vấn, nàng cũng chưa quên chuyện đêm qua và sáng nay có vẻ như đều nhằm vào nàng. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng nàng được Tần Sâm đến đón về phủ nên chỉ có thể tạm gác chuyện của hầu phủ lại. Tần Hoan bảo Phục Linh hạ mảnh xe xuống, ánh mắt nàng tối dần, dù sao Tần Phủ cũng không quá yên ổn. Xe mới vừa dừng lại ở trước cửa phủ thì tiếng mặc thư đã vang lên. Cầu tiểu thư quay về rồi. Tần Hoan vén mảnh xe lên đi xuống, mặc thư đỏ mắt tiến lên cứ như tóm được cọng rơm cứu mạng cửu tiểu thư người đã quay về rồi, tiểu thư nhà ta vẫn ngóng trông người mãi. Tần Hoan nhíu mày, đi nhanh vào trong phủ. Cuối cùng là bị làm sao? Mặc thư cay mũi. Tiểu thư người. Hai hôm nay cứ tối ngủ là luôn gặp ác mộng, mặc dù không bị ra máu nhưng lại thấy đau bụng. Cửu tiểu thư người không về, lão phu nhân nói đi mời Dương Đại Phu lại đây nhưng tiểu thư nhà ta không đồng ý, nên mới muốn mời cửu tiểu thư về đây xem tần hoan hơi mím môi nữ tử mang thai đặc biệt yếu ớt diêu tâm lan lần trước da máu đã bị dọa sợ rồi nên bây giờ tâm thần không yên cũng là bình thường tần hoan bước nhanh theo mặc thư tần sâm lại đi chậm ở phía sau không bao lâu đã đi đến lâm phong viện vào trong viện vừa đi đến cửa phòng đã nhìn thấy bên trong đứng đầy người tưởng thị ngồi bên cạnh diêu tâm lan lâm thị đứng ở cuối giường tần tương cũng vây quanh diêu tâm lan vẻ mặt ba người đều rất chán nản. Mọi người nghe tiếng động quay đầu lại nhìn thấy Tần Hoan, sắc mặt tất cả đều trở nên phức tạp. Bọn họ đều không ưa gì Tần Hoan nhưng hết lần này đến lần khác lại muốn nàng cứu Diêu Tâm Lan. Lâm thị phản ứng kịp trước tiên, bà tiến lên một bước dịu dàng nói: "Hoan nhi trở về rồi." Tần Hoan cụp mắt, nhún người. "Bái kiến lão phu nhân, bái kiến tam bá mẫu." Lâm Thị nâng Tần Hoan dậy. Cuối cùng cũng chờ được con quay về, đại tàu con lại thấy không khỏe rồi, nó chỉ tin có mỗi mình con, con mau đến xem cho nó một cái. Hầu phủ bên đó ổn thỏa hết chưa? Tần Hoan bị Lâm Thị kéo vào trong, Tần Tương lùi sang bên cạnh. Bệnh của Thái trưởng công chúa bước đầu đã ổn định lại rồi. Tần Hoan vừa nói vừa nhìn sang Diêu Tâm Lan, mới có hai ngày không gặp mà sắc mặt như đã hao gầy đi tóc không vấn lên mà để rối tung trên bà vai khiến cho khuôn mặt vốn đã nhỏ bé nay càng yếu đuối mảnh khảnh, da mặt trắng bạch môi tái xanh, dưới mắt cũng thâm xì, đủ thấy được hai ngày nay nàng yêu sầu nghiêm trọng, ngủ không ngon giấc. diêu tâm lan nhìn thấy tần hoan đến, nàng cố sức cắn cắn môi. Cửu muội muội quay về rồi. Vừa nghe thấy giọng nói của Diêu Tâm Lan, Tần Hoan lại nhíu mày. Diêu Tâm Lan suy yếu giống hệt như hai hôm trước. Đại tẩu đưa tay ra đây. Tần Hoan tiến lên bắt mạch. Đầu ngón tay Tần Hoan đặt lên cổ tay Diêu Tâm Lan, sắc mặt Tần Hoan rất tập trung rồi nhìn về phía Diêu Tâm Lan nói: "Hai ngày nay đại tẩu không uống thuốc?" Diêu Tâm Lan ngồi thẳng lưng lên nói: "Đương nhiên là uống rồi, chỉ là tạng phủ ta quá yếu nên mới uống được có một nửa đã nôn hết ra." Diêu Tâm Lan dừng lại một chút rồi nói: cửu muội muội có thể thi châm lần nữa không? Ngày đó tần hoan cứu diêu tâm lan chính là thi châm, chỉ vì lúc đó diêu tâm lan đang rất nguy kịch nếu dùng thuốc thì quá chậm nên bắt buộc phải thi châm cho đến khi trừ bỏ được nguy hiểm mới ngừng lại, tiếp theo đó đương nhiên là phải uống thuốc. Phương pháp thi châm rất trực tiếp và mãnh liệt, lại kèm theo đau đớn, diêu tâm lan là một khuê nữ yếu đuối nên có lẽ sẽ không thích nhưng nàng không ngờ đến Diêu Tâm Lan lại chủ động yêu cầu nàng thi châm. Diêu Tâm Lan bình tĩnh nhìn Tần Hoan trả lời, trong mắt thậm chí còn có vẻ khẩn cầu. Tần Hoan thoáng thấy có gì đó không bình thường, nhưng rồi lại thấy không thích hợp, nàng hơi suy nghĩ rồi gật đầu. Vậy cũng được, nếu đại tổ muốn thì thi châm thôi. Nói xong Tần Hoan lại nhìn về phía đám người tưởng thị. Mời mọi người tránh ra đằng trước. Chữa bệnh cho Diêu Tâm Lan là chuyện lớn, trước đây mọi người đã trải qua một lần nên lần này không ai hoài nghi nữa. Tưởng thị đứng dậy trước, Tần Tương và Lâm thị không dám nhiều lời đi theo sau cùng ra ngoài. Tần Sâm nhìn Tần Hoan, "Làm phiền cửu muội muội rồi." Nói xong, hắn lo lắng nhìn Diêu Tâm Lan, sau đó cũng đi ra khỏi phòng. Mọi người vừa đi, trong phòng yên tĩnh trở lại, Tần Hoan sờ vào túi trong tay áo đang định lấy túi châm ra thì bất thình lình diêu tâm lan tóm chặt lấy tay nàng. Lực tay diêu tâm lan rất lớn, móng tay in hẳn lên cổ tay tần hoan khiến nàng bị đau, nàng kinh ngạc ngước mắt lên. Nàng bắt gặp đôi mắt đỏ ửng của diêu tâm lan vừa sợ hãi vừa run rẩy nói. Cửu muội muội, có người muốn hại ta. mươi 54, bệnh điên di truyền. Tần hoan kinh ngạc nhìn diêu tâm lan, có người muốn hại nàng cửu muội muội có người muốn độc hại ta thuốc của ta trong thuốc của bị người ta bỏ thêm đồ diều tâm lan nói xong thì trên mặt đã đẫm lệ nàng xoay người nhìn mặc thư đi đi lấy bã thuốc còn sót lại qua đây hốc mắt mặc thư cũng đỏ ửng nàng gật đầu rồi chạy về hướng tủ cao mở ngăn kéo lấy ra một cái khăn lụa mặc thư đi nhanh đến trước mặt tần hoan rồi mở khăn lụa ra cửu cô nương xem đi mùi thảo dược bên trong khăn lụa bay ra cho đến khi khan được mở ra hoàn toàn tần hoan ngay lập tức nhăn mày. Đơn thuốc là nàng viết nên bên trong có thuốc gì đương nhiên nàng cũng sẽ hiểu rõ. Nàng mở rộng khăn lụa ra bới bới đống bã thuốc rồi khẽ nói. Thuốc này không đúng, bên trong có thêm vị xả hương và đương quy. Mặc thư gật đầu lia lia, nước mắt lại trào ra. Diêu tâm lan thấy tần hoan chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra thuốc không đúng cũng bật khóc. Tần hoan nhíu chặt lông mày. Diêu tâm lan vốn đã bị dọa sẩy thai, máu chảy không ngừng, mà xạ hương này làm cho tử cung co rút đẩy thai ra, còn xạ hương để lưu thông máu đỏng. Kết hợp hai vị thuốc này lại chính là muốn hại chết cả hai mẹ con diêu tâm lan. Thuốc này là ai đi lấy? Đại ca và tổ mẫu có biết không? Tần Hoan vừa nói xong thì diêu tâm lan bắt đầu đau lòng khóc nấc lên. Mặc thư nói, cửu cô nương, người hại tiểu thư bọn ta là người trong tần phủ, tiểu thư bọn ta hiện tại đã quá sợ hãi nên không dám nói với thiếu gia và lão phu nhân, đi lấy thuốc cũng là tiểu nha đầu trong phòng chúng ta. Nhưng bên phòng thuốc rồi tới nhà bếp sắc thuốc cũng không biết đã qua tay bao nhiêu người, không tra ra được. Còn nữa, chưa chắc đại thiếu gia và phu nhân đã tin lời tiểu thư nói. Tần hoan trao mày. Cái thai trong bụng đại tẩu chính là đích trưởng tôn của tam phòng, Chữa mắt bá thuốc này chính là chứng cớ, sao lão phu nhân và đại ca lại không tin diều tâm lan khóc thút thít nghe đến đây liền quay đầu lại nắm lấy tay tần hoan muội muội tốt tính tình muội muội trầm ổn nên ta mới dám nói tình hình hiện tại cho muội cũng là muốn để cho sau này muội muội quan tâm đến hài tử của ta thêm một chút chuyện khác tạm không nhá đến nhưng người hạ dược này ta sẽ bảo mặc thư chú ý chỉ sợ tần phù quá lớn nên không bắt được tận tay tần hoan nhếch môi cười nhìn dáng vẻ tủi thân đáng thương của diêu tâm lan khiến lòng nàng tràn đầy nghi hoặc làm ra chuyện ác độc như vậy vì sao diêu tâm lan không nói cho tần sâm hoặc tường thị mà lại nói cho nàng chẳng lẽ thật sự chỉ là muốn nàng quan tâm hơn đến hải tử của diêu tâm lan thấy tần hoan đang suy nghĩ sâu xa nên diêu tâm lan lại túm lấy tay nàng muội muội mau thi châm đi muội đã thấy bá thuốc rồi đó giờ ta không dám uống thuốc nữa chỉ sợ lần này muội kê đơn cũng sẽ lại bị người ta bỏ thêm đồ vào. Tần Hoan hoàn hồn, lấy túi châm trong tay áo ra, Mặc Thư bên cạnh đã cất bã thuốc vào trong măn kéo rồi cởi y phục, trên người Diêu Tâm Lan ra giúp Tần Hoan hạ châm. Tần Hoan không suy nghĩ nữa, tập trung tinh thần để thi châm, châm xong thì trước ngực nàng cũng ướt sũng mồ hôi. Thì châm xong sắc mặt Diêu Tâm Lan cũng đã có chuyển biến tốt, lúc này Tần Hoan mới nói: "Không thể thi châm hàng ngày được." Nếu đại tẩu lo lắng về thuốc nước thì ta sẽ tự tay điều chế thuốc viên, đại tẩu ăn hàng ngày là được. Đáy mắt diêu tâm lan sáng lên. Muội muội tốt, được như thế thì quá tốt rồi. Tần hoan gật đầu. Bây giờ muội về Đinh Lan Nguyễn làm luôn, tối nay làm xong rồi muội sẽ bảo Phục Linh mang qua cho đại tẩu. Diêu tâm lan gật đầu, trên mặt có vẻ mệt mỏi buồn ngủ, tần hoan liền cáo từ rồi đi ra khỏi phòng. Tưởng thị và mọi người vẫn chờ bên ngoài. Tần Hoan nhún người hành lễ. Tần Hoan đã thi châm xong, hiện tại đã ổn rồi, đơn thuốc vẫn là thuốc lần trước. Hiện tại đại tàu hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nếu có đến thăm thì cũng đừng làm ồn. Lâm Thị tiến lên cầm lấy tay Tần Hoan. Hoan nhi tốt, vất vả cho con, con cũng mệt mỏi rồi, mau quay về nghỉ ngơi đi. Tần Sâm tiến lên. Cửu muội muội, đại ca đưa muội trở về. Tần Hoan gật đầu, rồi đi ra cửa. Phục Linh đang chờ bên ngoài thấy nàng ra cũng đi theo sau. Tần Sâm đi cách nàng vài bước, tất cả cùng nhau ra khỏi Lâm Phong viện. "Cửu muội muội, thân thể tâm lan thế nào?" Trong mắt Tần Hoan hơi động động, lần trước đại tẩu bị ra máu quá nhiều nên giờ vẫn còn sợ hãi, hơi lo lắng quá mức thôi. Tần Sâm thở phào, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, mấy hôm nay buổi đêm nàng toàn gặp ác mộng, luôn nói có người hại nàng." Tần Sâm quay đầu lại nhìn Tần Sâm, nàng định nói sự thật mà ban nãy Diêu Tâm Lan kể cho Tần Sâm nghe, chuyện đã đến mức hạ dược hại người, mà Tần Sâm cũng là nam chủ nhân của Tần phủ nên cần phải biết, hơn nữa cũng cần phải tra ra kẻ độc ác đã hạ dược kia. Thế nhưng cuối cùng nàng lại do dự mà không nói ra nữa, Diêu Tâm Lan đã lựa chọn không nói ra thì Tần Hoan không dám quyết định thay nàng. Có thể là vẻ mặt Tần Hoan quá mức nghiêm trọng nên Tần Sâm bỗng nhiên nói cửu muội muội đang nghĩ gì thế tâm lan đã nói với muội chuyện gì trong lòng tần hoan căng thẳng nhưng trên mặt vẫn ung dung không có sao đại ca lại hỏi như vậy tần sâm cười khổ cửu muội muội không biết rồi đại tẩu muội có lẽ thực sự đã bị dọa hai ngày nay toàn nói những lời kỳ quái tần sâm hơi ngừng lại rồi khẽ nói chất giọng còn hơi đau khổ và lại trong nhà đại tẩu muội có có vài người bị bệnh điên ngoại tổ mẫu và tỷ tỷ nàng đều bị điên mà chết trước khi đại hôn cũng có đại phu nói qua nói đại tẩu muội có khả năng xé hiện tại ta chỉ sợ đại tẩu muội chịu đựng không nổi xé phát bệnh trong mắt tần hoan có vẻ không thể tin được bệnh điên trong nhà diêu tâm lan lại có tiền sử bệnh điên tần sâm cũng không nói bật nếu ngoại tổ mẫu và tỷ tỷ diêu tâm lan đều có bệnh điên thì nàng cực kỳ có khả năng sẽ bị bệnh tần hoan nhìn tần sâm nếu trước khi đại hôn đã biết việc này thì vì sao vẫn còn cưới diêu tâm lan? Dường như Tần Sâm cũng nhận ra sự khó tin trong mắt Tần Hoan, hắn cười khổ rồi nói. Lúc đó ta đã gặp tâm lan rồi, cảm thấy nàng chính là thê tử mà ta yêu mến, huống chi nàng vừa mỹ lệ vừa khéo léo, tính tình cực kỳ tốt. Bệnh điên kia cũng không phải sẽ chắc chắn mắc phải nên ta quyết định cược một lần, mãi đến gần đây ta mới hơi lo lắng. Tần Hoan cảm thấy đầu óc hơi hỗn loạn, hiện tại đương nhiên diêu tâm lan không hề có dấu hiệu nổi điên nếu nàng có khuynh hướng này thì lời nàng vừa nói chưa chắc đã đáng tin nhưng bã thuốc vừa rồi lại chân chân chính chính bày ra trước mắt tần hoan đại ca yên tâm bệnh điên đúng là không phải ai cũng mắc phải đại tẩu đã đến tuổi này rồi sau này có lẽ sẽ không bị tuy nói như vậy nhưng tần hoan lại biết nếu như thật sự diêu tâm lan bị bệnh điên thì nàng sẽ không chữa được mà phải bệnh này cũng không phân biệt tuổi tác người bệnh cũng không biết khi nào thì sẽ phát tác tần sâm cười khổ hy vọng như vậy như vậy thì tốt rồi vừa nói chuyện hai người vừa đi đến trước đinh lan uyển tần sâm đang định đưa tần hoan vào cửa thì lại nghe thấy có một tiếng ồn ào lớn ở phía tây tần hoan cũng nghe thấy tiếng ồn nên hoàn hồn lại nàng ngẩng đầu lên thì thấy có một đoàn người đang đi về phía cửa tây Mặc dù chỉ nhìn thấy mấy bóng người nhưng Tần Hoan vẫn nhận ra người đi đầu là quản gia Lưu Xuân của Tần phu. Đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ khiêng cái gì vậy? Nhìn phương hướng mấy người kia rời đi chính là đi ra từ viện của Di nương ở phía đông. Sau lưng Lưu Xuân có hai nam bộc, một trước một sau khiêng một vật dùng chăn bọc lại, khoảng cách quá xa nên Tần Hoan không nhận ra được đó là vật gì. Tần Hoan hỏi xong, một lúc lâu sau cũng không nghe thấy câu trả lời nên mới quay sang nhìn Tần Sâm, nàng thấy Tần Sâm vẻ mặt u ám nhìn chằm chằm vào đoàn người kia, trong đôi mắt luôn ôn hòa của hắn chợt toát ra hàn ý, hai tay hắn cũng siết chặt lại. "Đại ca?" Tần Hoan Nghi hoặc gọi to. Tần Sâm giờ mới hoàn hồn, hắn cười gượng, hàn ý trong mắt cũng tiêu tan đi. "Có khi là đang dọn dẹp gì đó, muội đừng quan tâm, mau quay về nghỉ ngơi đi." Tần Hoan lại nhìn thoáng qua hướng là Lưu Xuân vừa mới rời đi sau đó mới vào trong đinh lan huyền. Tần Sâm đưa hai người đến cửa rồi mới xoay người rời khỏi. Tần Sâm vừa đi thì Phục Linh cũng thở phào. Tiểu thư, thật không ngờ được trong nhà thiếu phu nhân lại có nhiều người bị bệnh điên như vậy. Ngay cả nô tỳ cũng biết là nếu trong nhà đã có một người bị bệnh này thì những người khác vô cùng có khả năng sẽ mắc phải. Nói xong Phục Linh lại cảm động. Nhất định thiếu gia phải cực kỳ yêu thiếu phu nhân nếu không chắc chắn sẽ để ý. Tần Hoan vừa vào trong vừa trao mày, nhìn bên ngoài đúng thật sẽ thấy Tần Sâm và Diêu Tâm Lan phu thê thâm tình, thế nhưng xem xét lời nói trước sau và việc làm của đôi phu thê này. Tần Hoan cảm thấy được trong vẻ thâm tình này có gì đó rất kỳ quái. chương 55, nghi ngờ quản gia. Tiểu thư, lục tiểu thư thật sự bị nhốt lại rồi. Phục Linh bước vào, cực kỳ vui mừng nói. Tần Hoan ngồi trên giường thấp ở gần cửa sổ ngẩng đầu lên, nàng nhìn Phục Linh một cái rồi nói. Thuốc viên đã mang qua đó chưa? Phục Linh gật đầu. Mang đi rồi, thiếu phu nhân liên tục nói lời cảm tạ. Nàng nói xong rồi đi đến bên cạnh Tần Hoan. Tiểu thư, nô tỳ nghe mặc thư nói, hôm đó lục tiểu thư bị đánh chóc ra chóc thịt, sau đó bị nhốt lại, ngoài trừ người đưa đồ ăn thì người khác đều không được bước vào lăng xương viện của nàng ta ngay cả ngũ tiểu thư đến thăm cũng không được lão phu nhân lần này đúng là rất tức giận tần hoan nhíu mày còn nghe được cái gì nữa phục linh cười sao tiểu thư biết nô tỳ còn nghe thêm được chuyện khác lúc nô tỳ đi ra nghe thấy hai tiểu nha đầu đang nói chuyện bên ngoài lâm phong viện nói đêm qua tam lão gia lại mang một người từ bên ngoài về vốn tưởng rằng trong phủ sẽ có thêm di nương mới không ngờ là trời mới vừa sáng thì người đã bị khiêng ra ngoài còn nữa Tam lão gia không biết tại sao cũng đã bị bệnh rồi. Cho dù Tam lão gia Tần An vẫn chưa thừa kế tước vị, nhưng nàng tin rằng cái bóng của Trung Dũng hầu phủ ở trong triều đủ lớn để Tần phủ cứ thế nhàn rỗi mà tiếp nhận bổng lộc, từ khi trở về Cẩm Châu đã mua thêm nhiều sản nghiệp vững chắc. Mà Tần An trời sinh tính tình phong lưu, ở kinh thành còn thu liễm lại, nhưng khi đến Cẩm Châu rồi lại càng không kiêng dè gì, giờ đã tuổi này rồi mà vẫn phong lưu không gì tả nổi. Tần Hoan lập tức nghĩ đến thứ cuộn trong chăn mà sáng nay đám người Lưu Xuân khiêng ra, mà đương nhiên nàng cũng nhớ rõ, hôm đó lúc nàng rời Tần Phủ đã thấy được đôi giày dính bùn của Lưu Xuân. Bóng đen đêm đó chính là Lưu Xuân. Nàng mượn xác hoàn hồn đã được hơn nửa tháng rồi mà vẫn chưa được gặp mặt vị tam bá phụ này, nhưng mà nghĩ đến mấy vị di nương hôm trước nhìn thấy thì nàng tự nhiên không ưa thích gì vị tam bá phụ này. Tần Phủ có rất nhiều nội tình, em biết xong để trong lòng là được rồi, tuyệt đối không thể chê trách ra ngoài miệng. Nghe thấy lời dặn dò này, Phục Linh vội vàng gật đầu. Nô tỳ biết, nô tỳ chỉ nói với tiểu thư, mặc dù chủ tơ cũng ta đã thay đổi chỗ ở thế nhưng rốt cuộc vẫn là người ngoài. Trước đây tiểu thư đã nói người trong phủ có ác ý với chúng ta rồi, nên nô tỳ sẽ cẩn thận. Tần Hoan hài lòng. Thứ nhất chúng ta là người ngoài, thứ hai, có rất nhiều chuyện chúng ta đều nhìn không rõ ràng như người lạc vào trong sương mù. Một khi đã như vậy chi bằng làm một người qua đường, nghe được gì hay nhìn thấy gì đều cất dưới đáy lòng. Giọng nói tần hoan trầm trầm cũng không biết là nói cho Phục Linh nghe hay chính mình nghe. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ hiểu rồi, nô tỳ chỉ cảm thấy đại thiếu gia và tam lão gia thật sự quá khác biệt. Tam lão gia đã đến tuổi tứ tuần rồi, lại còn có nhiều di nương như vậy, nhưng đại thiếu gia tuổi còn trẻ mà chỉ yêu có một mình thiếu phu nhân. Nghe nói trong phòng đại thiếu gia cũng không có ai khác, nếu mà so sánh thì nhị thiếu gia mới giống tam lão gia. Nhớ đến tần lệ thì lòng tần hoan chợt chịu nặng, hôm đó hắn đi theo nàng vào trong rừng trúc, nghĩ thế nào nàng cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Nghe nói nhị thiếu gia cũng thường xuyên tầm hoa vấn liễu, may là lão phu nhân quản rất nghiêm khắc nên hắn mới không dẫn người về phủ. Trong thành Cẩm Châu, nhị thiếu gia luôn là khách quen của mấy nơi bướm hoa. Phục Linh ngừng lại rồi nhìn Tần Hoan nói. Nói ra thì tiểu thư cũng 16 tuổi rồi, đã đến tuổi có thể bàn hôn sự, ngũ tiểu thư và lục tiểu thư đều chưa định hôn với nhà nào, nhất định là chờ tin từ đại phòng trong kinh thành. Đương nhiên lão phu nhân và phu nhân hy vọng ngũ tiểu thư và lục tiểu thư gả cho quý tộc ở kinh thành, nhưng chắc hẳn bọn họ không có tính toán gì cho tiểu thư. Tần Hoan trao mày, mai mối, cũng đúng, tuổi này của nàng chính xác có thể mai mối rồi. Thấy sắc mặt tần hoan lo sợ, Phục Linh cười nói. Làm sao thế, tiểu thư thẹn thùng à, nữ nhi đại chu đến 15 tuổi đã có thể mai mối hôn sự rồi, nếu như để đến 18 đến 19 tuổi vẫn chưa gà đi được thì người ta lại chế diễu là gái lỡ thì. Tiểu thư chỉ còn 2 năm nữa, nếu lão phu nhân và phu nhân có thể gả tiểu thư đến kinh thành thì tốt rồi. Còn người vốn trong trèo của tần hoan từ từ tối sầm lại, nữ tử gà chồng chính là chuyện bình thường đương nhiên nàng không vì điều này mà thẹn thùng huống chi trước kia nàng đã từng bàn qua hôn sự chẳng qua chỉ là cân nhắc dựa theo xuất thân ngay cả mặt mũi cũng không cần gặp trực tiếp buộc hai người không liên quan đến nhau vào cùng một chỗ trước ngày đại hôn thì thậm chí đối phương có dáng vẻ như thế nào cũng không biết nhưng hiện tại nàng đã sống thêm một kiếp có mai mối hay không đã không còn quan trọng nữa án an của phụ thân vẫn đặt nặng trong lòng nàng, nàng còn chưa có ý định xuất giá sinh con dưỡng cây sống hòa thuận mỹ mãn cả đời. Nếu như không gà đến Kinh Thành, thì ít nhất cũng phải tìm một môn hộ giàu có ở Cẩm Châu, dù sao cũng không thể để cho tiểu thư sống uất ức khổ sở qua ngày. Nói ra thì nhà chi phủ ở Cẩm Châu Kỳ thực cũng được tính là một lựa chọn cực kỳ tốt, chỉ là... Tần Hoan nhíu mày, ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phục Linh khiến cho Phục Linh vội vàng lè lưỡi. Ý của nô tỳ chính là muốn tìm một nhà có thể cho tiểu thư cuộc sống trong nhung lụa. Thế nhưng người đó thực sự yêu thương tiểu thư mới là quan trọng nhất, giống như đại thiếu gia yêu thương thiếu phu nhân vậy. Nếu không thì cho dù là đương triều hoàng tử hay hầu tước gì, hừ, tiểu thư chúng ta không thèm gà. Đương triều hoàng tử hầu tước, tần hoan nheo mắt, ý nghĩ lại lập tức bay ra xa thấy tần hoan không nói gì sắc mặt mờ mịt nên phục linh cũng yên lặng chẳng bao lâu sau bỗng nhiên cửa viện bị gõ vang phục linh dứt khoát đứng dậy ra mở cửa lúc này mới cười nói mặc thư tỷ tỷ sao lại đến đây tần hoan hoàn hồn mặc thư mặc y phục màu xanh lục nhạt đã đi đến cửa phục linh mở rộng cửa mặc thư tỷ tỷ mau vào đi thiếu phu nhân lại bị làm sao à mặc thư đi vào trong Nhún người hành lễ với Tần Hoan rồi vui vẻ nói: "Sáng nay thi châm xong tiểu thư nhà ta đã khỏe lên rất nhiều, hiện tại là mời Cửu tiểu thư đến Lâm Phong viện chọn lựa lễ vật, sắp đến lễ thu tịch rồi, hầu phủ ở kinh thành tặng lễ vật đến. Lễ vật cho các thiếu gia và tiểu thư đều đã mang đến Lâm Phong viện, có rất nhiều tơ lụa. Hiện tại Nhị công tử và Ngũ tiểu thư đều qua chọn, Cửu tiểu thư mau chóng qua đó cùng nô tỳ đi, đến chậm thì không lựa được đồ đẹp nữa." tần hoan nhíu mày có lẽ mấy năm trước cửu tiểu thư chắc chắn không có đãi ngộ này nhưng hiện tại không như trước đây nữa tần hoan nhìn phục linh quả nhiên trong mắt phục linh tràn đầy vui mừng căn bản tần hoan không hề thích những thứ này nhưng nếu giờ không đi thì giống như đang làm bộ làm tịch tần hoan gật gật đầu nói được vậy giờ ta qua luôn phục linh vội tiến lên chỉnh đốn lại bề ngoài cho tần hoan rồi cả ba người cùng nhau đi ra cửa suốt dọc đường phục linh đều vui mừng ríu rít cảm thấy hiện giờ dễ chịu hơn so với trước đây nhiều mà tất cả những điều này đều do công lao của tần hoan đã để lộ ra mình có khả năng cứu người phục linh càng nghĩ thì nét mặt càng nghiêm túc trong lòng nàng nghĩ nhất định mình phải học tập y thuật từ tần hoan thật tốt vừa đi đến trước cửa lâm phong viện đã thấy quản gia lưu xuân và hai mama quản sự đứng bên ngoài còn có mấy tên đầy tớ khác đang khiêng hai cây dương lớn có vẻ là muốn khiêng đến phật đường nhìn thấy tần hoan đến lưu xuân cười rồi khom người về phía nàng cửu tiểu thư lưu xuân không cao lắm thân hình hơi gầy dung mạo đoan chính gò má hơi lồi ra đôi mắt nhỏ hẹp tinh khôn ý cười trên mặt mang theo vẻ nịnh hót ông ta nhìn chằm chằm tần hoan ánh mắt soi mói khiến cho người ta không thoải mái tần hoan cũng quan sát lưu xuân mặc dù mới là đầu thu nhưng lưu xuân lại mặc trường sam có cổ rất cao cả người được bao bọc rất kín kẽ ngay cả tay áo cũng được may bó sát với cổ tay kiểu ăn mặc này cũng không tính là quái dị thế nhưng không biết vì sao tần hoan cứ cảm thấy không thích hợp lắm nàng gật gật đầu không hề có ý định nhiều lời với người này nàng lập tức đi vào bên trong viện mặc dù nàng đã quay đi rồi nhưng ánh mắt lưu xuân vẫn dán chặt vào người nàng y như cũ tần hoan bị hắn nhìn chăm chú đến mức da đầu run lên đột nhiên nàng dừng chân rồi quay đầu lại nàng bắt gặp được vẻ thèm khát trong đôi mắt nhỏ hẹp của lưu xuân tần hoan nhất thời trao mày đại khái là cảm nhận được bản thân mình thất lễ lưu xuân khom người xuống che giấu đôi tay theo bản năng lại phất phất vạt áo hắn vừa phất thì bàn tay giấu trong tay áo dài chợt lộ ra bên ngoài tần hoan chỉ thoáng nhìn một cái đã thấy trên cổ tay hắn hình như có dấu vết đã từng bị thương chớp mắt sau lưu xuân đã vội vàng che tay lại tần hoan muốn nhìn nhưng lại không thấy được nữa trong lòng nàng kinh ngạc không thôi nàng không muốn bứt dây động rừng nên làm ra vẻ rất tự nhiên mà xoay người sang chỗ khác nàng bước chậm rãi vào bên trong viện trong lòng lại cuộn lên một cơn sóng ngập trời có phải là lưu xuân hay không vết thương trên tay hắn liệu có phải lưu lại từ lúc giết cừu tiểu thư phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn